Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lato AZ và mình là Hoàng Vâu. Dạo này thì mình rất là hứng thú với cả những chiếc Ultrabook. Và anh em có thể thấy là trong những năm gần đây thì những chiếc Ultrabook với những trang bị mới, với những tích hợp công nghệ mới thì nó gần như đã định nghĩa lại một chiếc Ultrabook nó có thể làm được cái gì. Và trong video này thì sản phẩm mình muốn giới thiệu cho anh em hôm nay nó đã cho mình một cái trải nghiệm nó cũng cực kỳ là tốt. Đó chính là chiếc Acer Swift 3 mà mình đang có ở đây. Thì theo mình thấy đây sẽ là một giải pháp nó cũng rất là toàn diện dành cho anh em học sinh sinh viên, văn phòng và anh em có nhu cầu học tập online trong tầm giá 14-15 triệu mà chúng ta muốn có một chiếc máy mỏng nhẹ, thời trang và quan trọng hơn hết anh em biết là gì không? Pin trâu. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc máy này và tất cả những chiếc máy văn phòng gaming khác thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng laptop AZ cùng với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video nào. Đầu tiên thì chiếc Acer Swift 3 này nằm trong phân khúc phổ thông của Acer và với mức giá khoảng 15 triệu đồng tính đến thời điểm hiện tại, trước đây là nó vào khoảng 17 triệu cơ, thì đây là một dòng sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với cả Asus VivoBook hay là Lenovo IdeaPad S540, S340 hay kể cả là MSI Model 14 nữa. Vì so với các đối thủ thì chiếc máy này có cái gì đặc biệt thì chúng ta hãy đến với điểm đầu tiên, đó là thiết kế của chiếc máy này nhá. Về tổng thể thì ở cả ba mặt từ mặt lưng, chiếu nghỉ tay cho đến phần mặt đáy thì tổng thể đều được sơn xám nhám sần. Cảm giác sờ nó rất là sang trọng cao cấp anh em ạ. Sờ nó rất là mịn, rất là sướng. Và điểm nhấn ở phần mặt lưng là chính là chiếc logo Acer rất là quen thuộc ở phía mặt lưng như này. Đấy, Acer rất quen thuộc. Nó được mạ chrome anh em nhá. Và nhìn thì nó cũng rất là bóng bẩy và nó trông rất là hiện đại. Và với 15 triệu thì chúng ta có chất liệu là vỏ kim loại nguyên khối anh em nhá. Sờ cảm giác cầm nắm nó cũng rất là chắc chắn. Mình cảm giác sờ nó rất là yên tâm. Và đây là điểm là mình cũng rất là thích. Và điểm tiếp theo mình rất là thích đó chính là chiếc máy này có trọng lượng cực kỳ nhẹ anh em ạ. Rất nhẹ luôn, chỉ 1,2kg cùng với độ dày 1,6cm mà thôi. Cực kỳ là mỏng nhẹ và tính di động rất là cao. Và theo mình thì cái tính di động của chiếc máy này nó đã trên kèo so với những đối thủ trong cùng phân khúc rồi. Và đây chắc chắn sẽ là điểm thu hút các bạn nữ và những anh em có nhu cầu di chuyển nhiều. Về bản lề của chiếc máy này thì thiết kế nó lại làm khác biệt hơn so với những chiếc máy trong cùng phân khúc. Nó được thiết kế nó góc cạnh, nó nổi khối hơn với logo Swift được khắc laser và mang tính nhận diện thương hiệu nó cực kỳ là tốt. Bên cạnh đó thì khả năng nâng đỡ màn hình nó cũng rất là chắc chắn. Gập mở xong với rung lắc này nó cũng không có cảm giác gọi là rung lắc gì quá lớn cả. Và một điểm nữa mình lại rất thích so với chiếc IdeaPad S540 hay là S340 là khi chúng ta mở 180 độ như này này thì là cái phần ở dưới phần màn hình này nó sẽ chạm xuống cái bề mặt tiếp xúc cho nên sẽ rất là dễ gây xước. Nhưng với chiếc máy này thì không. Thiết kế của Acer Swift 3 rất thông minh khi phần mặt đáy này Acer họ đã làm vắt chéo lên một chút cho nên là khi chúng ta mở 180 độ như thế này và đặt xuống thì cái phần mặt dưới của màn hình nó sẽ không chạm đến phần tiếp xúc cho nên đều điểm rất là ăn tiền trên chiếc Acer Swift 3 này. Tuy nhiên thì với những cái trang bị rất là ok như thế rồi, chất liệu và thiết kế nó rất là đẹp, rất là ngon thì nó có một hai cái điểm trừ mà mình không thích. Đó chính là dù là kim loại và lớp sơn xám nhám sần, rõ ràng là nó phải là không bám vân tay mồ hôi đúng không nào? Tuy nhiên thì cái máy này nó vẫn để lại dấu mồ hôi vân tay dù nó không nhiều đâu. Nhưng mà nó vẫn để lại dấu mồ hôi vân tay và đây như anh em có thể thấy là mình vừa sờ một chút thôi mà nó đã có một chút dấu vân tay này rồi. Cho nên đẹp điểm nó thật ra là nó hơi khó hiểu. Nên mình cũng không biết là nên cho nó vào điểm trừ hay là như nào cả. Và tiếp theo là vỏ kim loại với bản thân mình thôi nhá. Với bản thân mình thôi thì mình mong muốn cái thiết kế của cái chất liệu vỏ kim loại này nó phải chắc chắn, nó cứng cáp hơn. Thì với mình thì nó vẫn chưa thực sự là quá tốt. Tuy nhiên thì đấy chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi. Cho nên là khi anh em sử dụng chiếc máy này thì mình sẽ để cho anh em tự quyết định nhá. Rồi, chúng ta có một thiết kế đẹp, chúng ta có một chiếc máy có tính di động tốt. Thì tiếp theo bàn phím cũng là một điểm sáng ở trên chiếc máy này. Với bàn phím của chiếc Acer Swift 3 này thì kích thước keycap nó cũng khá là nhỏ. Vì dẫu sao đây cũng chỉ là một chiếc máy 14 inch thôi. Tuy nhiên thì layout bố trí nó cũng rất là hợp lý, khoảng cách nó cũng rất là thoáng cho cái cảm giác khi mà đặt tay lên cái chiếu nghỉ tay gõ rất là thoải mái, không vấn đề gì cả. Và dù thân máy rất là mỏng, chỉ 1,6cm thôi, tuy nhiên thì mình rất bất ngờ khi hành trình phím của chiếc máy này rất là sâu, có thể lên đến 2mm, 2mm anh em ạ. Và phản hồi cũng rất là nhanh và nhạy, độ nảy nó cũng rất là tốt. Và khi mình sử dụng nhập liệu trong quá trình lâu dài thì nó cũng không bị mỏi. Và bên cạnh đó thì chất liệu của bàn phím trên chiếc Acer Swift 3 này làm bằng chất liệu nhựa cao cấp.
và khi mình gõ thì cảm giác nó hoàn toàn không gây tiếng ồn, gõ rất là sướng và tay mình dù nó khá to nhưng mà mình cũng không bị mỏi trong quá trình sử dụng lâu dài. Và bàn phím nó rất là ngon như vậy rồi nhưng mà nó vẫn có vài cái điểm trừ rất là cố hữu trên dòng Ultrabook. Đó chính là cái phím điều hướng nó hơi nhỏ. Đây nhá, như anh em có thể thấy là cái phím điều hướng này này, nó lại là bằng một nửa cái kích thước của cái bàn phím gốc và sẽ là nơi để đặt phím pick up và pick down như này. Đây là một cái thiết kế nó khá thông minh, tuy nhiên thì với những người tay to như mình sẽ phải mất một cái thời gian khá là lâu để làm quen với cả cái thiết kế của cái bàn phím phím điều hướng này. Và có một điểm còn mình thấy nó còn kinh khủng hơn nữa, đó là đèn nền dù đáp ứng nó rất là đủ độ sáng khi mà chúng ta sử dụng trong môi trường thiếu sáng, tuy nhiên thì cái đèn bàn phím nó lại rất dễ nhầm lẫn với cái màu sắc của máy khi mà mình làm việc ở trong môi trường có đèn hay là ngoài trời. Và khi mà mình ở ngoài trời bật cái đèn nền bàn phím lên hầu như là không nhìn thấy chữ đâu luôn. Đây là mình không biết đây là điểm trừ hay là điểm cộng nữa. Nên là đây sẽ là một cái điểm mà mình sẽ muốn lưu ý cho anh em nhé. Và khi anh em làm việc trong môi trường có đèn thì tốt nhất là tắt đèn đi. Đấy thì nó sẽ tương phản lại cái màu tối lên và chúng ta sử dụng như bình thường. Và với một cái bàn phím với hành trình sâu như này thì sẽ hoàn toàn phù hợp cho anh em làm văn phòng, sinh viên các ngành báo chí hay là ngoại ngữ có tần suất nhiều liệu dày, và một điểm cộng rất là lớn. Về touchpad của chiếc máy này thì thật sự là với touchpad của Ultrabook thì gần như chưa có chiếc máy nào là mình hài lòng cả. Thì ở chiếc máy này cũng có một cái trải nghiệm nó gần tương tự như vậy. Với thiết kế nó cũng khá là nhỏ và cảm giác di trượt nó cũng hơi là zit. Kích trái phải kêu nó cũng khá là to cài cạch đây nhá. Đấy. Kêu nó khá là khó chịu và cảm giác nó cũng còn hơi delay nhẹ nữa cơ. Và bản thân mình cảm thấy dùng cái touchpad này nó cũng không thoải mái cho lắm. Và cho nên là mình đã sử dụng chuột cho nó thoải mái. Tuy nhiên thì touchpad nó hầu như với bản thân mình thôi nhá, nó không được quá quan trọng. Tuy nhiên mà nếu như anh em dùng cho mục đích là chống cháy khi mà chúng ta quên chuột chẳng hạn, thì nó vẫn hỗ trợ đầy đủ tất cả những tính năng vuốt trượt đá điểm Windows Precision, không phải nghĩ vấn đề gì cả với cả cái touchpad này. Và nhân tiện đang nói đến cái chiếu nghỉ tay, bàn phím ngon rồi, touchpad cũng ok rồi, thì chiếc Acer Swift này cũng trang bị cho chúng ta thêm một cái cảm biến vân tay. Đây là một cái trang bị mình thấy là thường thấy trên những chiếc laptop business doanh nhân. Mình có một điểm thấy hơi vô lý là cái dấu cái cảm biến vân tay này nó thiết kế nó hơi là dị. Chính ra nó phải là hình vuông như những chiếc máy khác cơ, nhưng mà đây nó lại là hình chữ nhật, xong lại còn màu đen, trông nó khá là vô duyên. Tuy nhiên thì bỏ qua cái phần ngoại hình thì cái cảm giác mà khi mình chạm vào để mở khóa nó cũng rất là ok, rất là nhanh, rất là nhạy. Cho nên đây là một điểm mà mình rất là thích so với những dòng laptop doanh nhân mà mình đã từng sử dụng. Tiếp theo thì về màn hình của chiếc máy này thì nó sở hữu cho mình cái màn hình nó cũng rất là mỏng. Đây anh em nhìn nhá, rất là mỏng ở hai bên cạnh. Ở trên thì nó sẽ hơi dày một chút, thì đây là nơi để đặt micro thoại và camera. Ở dưới này thì là để tối ưu để cái vị trí để logo Acer, cho nên là họ làm dày hơn một chút. Tuy nhiên thì cũng sao cả, hai bên bên cạnh nó rất là mỏng rồi, dùng rất là ok rồi. Với chiếc máy này thì phổ màu sở hữu cho mình là 66% sRGB, 50% Adobe RGB, độ sáng 277 nit, tương phản là 1020:1, delta E là 1.98. Thì theo đánh giá của mình, cái phổ màu của chiếc máy này chỉ dừng lại ở mức trung bình thôi. Tuy nhiên thì với 15 triệu thì chúng ta khó có thể đòi hỏi một cái phổ màu nó phải vượt trội trong tầm giá cả. Và với trải nghiệm thực tế của mình thì tuy phổ màu nó ở mức trung bình như vậy nhưng mà màu sắc trông cũng khá là tươi, nó cũng không quá là nhợt nhạt. Và độ sáng thì đáp ứng cực kỳ tốt ở những không gian như là chúng ta làm việc ngoài trời hay là cà phê, đáp ứng cực kỳ tốt. Và với mình thì màn hình này nó ổn ở trong phân khúc rồi. Chúng ta có một chiếc máy đẹp rồi, chúng ta có một cái màn hình tốt cho phân khúc rồi và một bàn phím rất là ngon. Thì hiệu năng của chiếc màn hình này ra sao nhỉ? Không có tò mò. Thì với chip Ryzen 5 4500U 6x6 luồng với TDP là 15W, RAM 8GB và SSD 256 thì chiếc máy này chơi LOL phải gọi là max setting luôn. Như anh em có thể thấy ở trên màn hình thì FPS luôn dao động ở trên 100 FPS, thậm chí có những lúc lên đến 120 và thậm chí là cả 140 cơ. Và có một điểm mình thấy rất là hay ở trên chiếc máy này là TDP đã được Acer đẩy lên 18W, giúp cho xung nhịp chạm ngưỡng gần tối đa là 4.0 khi mình chơi game. Và nhiệt độ CPU cũng rất là mát, chỉ khoảng 75-80 độ thôi. Và với cái hiệu năng này thì giúp cho chúng ta có những cái giờ giải trí sau giờ làm việc rất là tốt. Chúng ta có thể chơi LOL, chơi CSGO hay thậm chí cả một vài tựa game 3A ở setting thích hợp nữa, rất là tốt. Và cùng với đó là với 8GB RAM thì những anh em nào có nhu cầu bật nhiều tab web và để tìm tài liệu, chúng ta cũng không lo bị lag giật hay là bật những file Excel không quá nặng thì cũng hoàn toàn tốt.
Và mình có thử thêm sử dụng cả Premiere Pro để edit video Full HD nữa. Thì mình cũng rất bất ngờ khi khả năng preview của nó cũng rất là nhanh, dù mình đã add khá nhiều effect và render nó cũng rất là ok luôn. Và với cái cấu hình này thì nó đáp ứng rất đầy đủ những nhu cầu cần thiết cho anh em, như là nhu cầu về chơi game, Photoshop hay là video. Nên đây là một điểm cộng nó cũng rất là tốt trên chiếc máy này. Và điểm nổi trội tiếp theo trên chiếc máy này mình muốn nhấn mạnh với anh em đó chính là thời lượng pin. Và với quả pin 48 Wh thì chúng ta có 8 tiếng sử dụng với những tác vụ văn phòng, xem YouTube, đọc báo, lướt web ở độ sáng tùy chỉnh, chứ không phải là để thấp hơn thì mới có dung lượng pin nhiều hơn đâu anh em nhé. Và nếu như chỉ đọc báo và lướt Facebook ở độ sáng 50% thì thậm chí chúng ta còn có 10 đến 11 tiếng nữa cơ. Cho nên đây là một thời lượng pin phải nói là rất khủng khiếp trên một chiếc máy nó mỏng nhẹ như này. Và thời lượng pin theo mình đánh giá thì nó có thể sánh ngang với cả chiếc Q407EQ mà mình đã từng đánh giá trước đó. Và đây là một điểm cộng rất là lớn. Bình thường ấy, chúng ta mang sạc điện thoại đi nó cũng rất là ngại rồi. Và bây giờ mang thêm một cái cục sạc nó như này. Tuy là cái cục sạc của con Acer Swift 3 này nó cũng không quá là to đâu, nhưng mà trông thế này thôi, đặt vào cặp sẽ thấy cảm giác rất là vướng ngay. Cho nên là một buổi sáng chúng ta mang đi làm, chúng ta cứ sạc đầy đi, xong chúng ta mang đi làm và để cái sạc này ở nhà, rất là tiện lợi. Về mặt nâng cấp thì để tối ưu mỏng nhẹ, cho nên là chiếc máy này của chúng ta đã bị hàn chết RAM 8GB ở bên trong rồi và không có thêm slot nâng cấp. Chúng ta chỉ có thể nâng cấp được một thẻ SSD để nâng cấp mà thôi. Và đây là một điểm trừ nó cũng khá là đáng tiếc. Tuy nhiên thì với mức giá tầm 15 triệu và để tối ưu một cái máy nó mỏng nhẹ như này thì đây là một cái điều chúng ta hoàn toàn phải đánh đổi. Ngoài ra thì còn một vài tích hợp ở trên chiếc máy này cũng rất là đầy đủ, như là các cổng kết nối cũng rất là đầy đủ với hai cổng USB-A, một cổng HDMI, một jack combo 3.5, một cổng Type-C giúp chuyển dữ liệu và sạc nhanh. Đồng thời là nó cũng được tích hợp cả Wi-Fi 6 của Intel nữa. Và cuối cùng là giải loa nghe nó cũng khá là to. Anh em có thể nghe nhạc vocal, nghe sách đọc, học online, tiếng giáo viên quát to rất rõ ràng. Và với cái loa này mình thấy cảm giác rất là đủ dùng, rất là ok. Nó không quá là vượt trội trong tầm tiền. Và đây là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em trong video lần này. Và tổng kết lại, với 15 triệu thì với mình chiếc Acer Swift 3 này hội tụ rất nhiều những yếu tố mà một chiếc Ultrabook làm được trong năm 2021, như là thời lượng pin rất là trâu này, thiết kế đẹp, tranh xả, có thể sánh ngang với các đối thủ, thậm chí là trên phân khúc của nó cơ. Và với một bàn phím hành trình sâu thì rất phù hợp cho những anh em có nhu cầu tần suất nhận liệu dày, hay là những em viết content, sáng tạo nội dung. Và với hiệu năng cũng cực kỳ tuyệt vời thì giúp cho chúng ta có những giờ giải trí rất là thoải mái sau những thời gian làm việc căng thẳng. Và không biết là anh em nghĩ sao về chiếc máy này, anh em nghĩ gì về những gì mình chia sẻ thì hoàn toàn có thể comment ở bên dưới phần bình luận. Và đừng quên like, subscribe cũng như chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.